Hai, chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình làm một cái mini game và thuốc. Thì hiện tại bây giờ của mình á, thuốc của mình á là đang, nói chung là anh em nào tới nhà mình sẽ cởi cho nghe, chứ thật sự mà nói á, mình chia sẻ nhiều lúc thì nó cũng kỳ kỳ xíu. Nhưng mà nói chung á là thuốc đợt này thì mình đã biết được toàn bộ nó là như thế nào rồi. Thì mình sẽ chia lại với anh em, nói chung là sẽ rẻ hơn lúc trước mình mua của người ta. Cho nên là anh em cứ yên tâm, tại vì mình đã biết được gốc gác của thuốc và thành phần thuốc như thế nào và ra sao. Cho nên mình biết tại sao con chi của mình nó bị nó được như thế. Và đợt này mình làm nhãn luôn rồi mọi người. Hiện tại mình đang làm nhãn, mình đặt nhãn để mình chỉ cho anh em cách hướng dẫn sử dụng nó như thế nào luôn, để anh em tiện trong cái việc mà chăm những chú chim của mình. Và khi mà những con chim mình bệnh, cái này đúng là nó là ngừa bệnh thì sẽ tốt hơn là khi mà bệnh nên anh em. Cho nên là bây giờ mấy con chim anh em á, cứ nuôi tầm vòng khoảng 1-2 tháng á, anh em nhổ cái loại thuốc này của mình á vào cho con chim nó uống nước, thì nó sẽ nói chung là ngừa được rất là nhiều thứ, để không có thể là nó tránh gặp cái hiện trạng mà đáng tiếc xảy ra. Và một cái nữa, con chim này bây giờ mình giữ lại, mình không bán nữa nha anh em. Mình nói chung là nó hot ghê lắm, mình giữ lại để mình làm chim giống luôn mà mình không chia nữa. Thì hôm bữa mình nói mình chia cho anh em, nhưng mà thật sự mình nói là nó gặp nhiều sự cố quá, thôi mình sẽ không chia nữa, mình để dành mình nuôi tiếp. Và thật sự cái con này là mình chọn cái con đuôi dài nhất ra để mình chia anh em, chứ không là mình chọn cái con chim xấu nhất mình chia đâu nha. Con như con này nè, đuôi nó có ngắn à, đuôi nó còn như có 6 cm à. Mình chọn con đó đuôi tới 8-9 cm lần mình thấy là mình chia anh em, mà anh em nói này nói kia thôi, tốt nhất là giờ mình sẽ không chia nữa. Giờ phải lại mini game như thế này, thì từ bây giờ cho đến cái ngày mà mình lấy nhãn về để mình đóng vô cái chai mình chia anh em á, thì sẽ là cái ngày mình công bố kết quả. Thì mình hỏi người ta làm nhãn thì trong vòng khoảng 4-5 ngày, tại vì người ta sẽ cắt ra luôn cho mình mọi người để mình dán trong cái chai á đó. Cho nên là sẽ hơi lâu một tí. Chơi mini game hay kiểu là đếm nang lòng à, thật sự đó mình vẫn chưa đếm cái nang lòng tấm này của mình bao nhiêu đó. Mình quay như thế này chứ mình quay sơ sơ là anh em sẽ chụp lại, anh em đón, anh em đếm đó, anh em nào đón nhanh nhất sớm nhất bao tổng cộng bao nhiêu nang ha, là từ trên xuống dưới hết tất cả các mặt luôn nha, chứ không có phải là một mặt nha. Còn cái mặt cửa hai là mặt này á, là trên dưới là tính một thôi nha, chứ không tính hai nha. Ví dụ như ở mặt sau này ha, đó vậy cái ở trên ở dưới cái cửa mở ra được là tính luôn, thêm một nang nữa là không được, tính cái nổ lỗ lòng nha. Đó mình sẽ đếm từ trên xuống dưới tổng cộng bao nhiêu cái nang ha, là người nào đón trúng nhất, sớm nhất, nhanh nhất thì sẽ đạt được rồi là hai chai thuốc của mình. Để cho một thuốc thì nó không có đáng bao nhiêu, nhưng mà mình chia cho anh em, nhiều anh em nói là mình không có tiền để mua nhưng mà rất muốn dùng thử. Thì hồi trước mình có chia sẻ anh em là để anh em dùng thử, nhưng mà không ai chịu hết, thôi mình làm mini game để ai trúng. Cái này thì tất cả mọi người đều nhận được, dù anh em ở trong nước hay ngoài nước hay đâu cũng được hết á. Cái này thì tất cả anh em ở khắp nơi đều có thể là mua được. Và quên lộn, nhận được chứ lộn. Cái tại cái này cho mini game mà chứ phải mình bán, thì mình bán thì đợt sau thì mình sẽ về và mình sẽ xem lại cái, nói chung là cái giá đó chắc chắn là sẽ rẻ hơn lúc trước mình mua của họ mà. Ok, giờ thì mình xin kết thúc video tại đây, và cũng chia sẻ anh em như thế là con này mình không chia nữa, mình để lại mình nuôi luôn, nó rất là dạng mọi người. Để chim con mình, con này là con dạng nhất trong tất cả các con của mình, tại vì mấy cái con kia mình đem ra ngoài kia hết rồi, chỉ còn lại có 4 con là hiện tại đang ở trong này với mình. Và 3 con kia vài bữa mình cũng bắt ra để mà mình vô cám mà mình cho ra ngoài kia luôn, chứ chăm ở đây thì không thể nào mà mình nuôi dưỡng lông nó tốt được, tại vì mình không có tắm nó thường xuyên được. Vậy ha, giờ mình cũng xin kết thúc video đây để đăng sớm cho mọi người thể là chơi sớm ha. À mọi người nhớ nha, mỗi người chỉ được duy nhất một lần thôi nha, một lần đón thôi. Ví dụ là cái này có 100 nang, và đặc biệt một cái nữa, chơi cái này nữa thì cho nó dễ ha, trước khi mình kết thúc là mình nói cái này luôn, để nhiều anh em giả mạo hay này kia nọ rất là nhiều, cho nên là anh em chịu khó giúp mình, cho mình xin thêm 4 số điện thoại cuối, hoặc là 3 số cũng được, 3 hoặc 4 số thì anh em cứ comment đó. Còn anh em nào mà tiện tay thì cho hết nguyên số điện thoại của anh em luôn cũng được, rồi anh em để bên dưới cho mình. Ví dụ anh em chọn nó là 100 và sau đó anh em chấm một cái giúp mình, rồi anh em ghi ra là số điện thoại của mình 1234 25678 gì đó. Còn đối với những anh em nào mà comment mà bị bắt tương tác á,
thì anh em có thể là viết chữ, ví dụ là 00 hay là 23 viết chữ vậy đó, đó mình ra mình cũng sẽ đọc được và công bố kết quả khi mình đem đồ về, mình đem cái nhãn mới về mình dán lên chai mình gửi anh em đi, thì lúc đó là sẽ là lúc mình công bố kết quả cho anh em ha.